Rồi, kính xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là hai con LG V30. Thì hai con này đều là màu xanh và đều là bản Hàn các bác nhé. Thì bên LG thì cái bản Hàn ấy thường thường nó sẽ là bản ngon nhất các bác nhé. Và sóng xanh các thứ là nó là ngon nhất. Đấy, và được cập nhật các thứ cũng là ngon nhất các bác nhé. Thì hai cái con này ấy, là hai cái con đẹp nét các bác nhé. Đẹp gần như là không có vết xước nào luôn ấy. Phải nói là gần như mới luôn các bác nhé. Đương nhiên ấy, thì nó cũng có một hoặc là hai cái vết xước lông mèo rất là bé thôi, thì tí nữa em sẽ soi lại cho các bác. Và em bảo đảm ấy, là hai con này ấy, là thứ nhất là màn hình nó đẹp tuyệt vời luôn, nó không có hề có con này đang hết pin à. Màn hình đẹp tuyệt vời luôn và không có một cái lỗi gì về cái màn hình các bác nhé. Đấy, không hề có lưu ảnh hay là ám ố gì cả, hai con này hàng đẹp nét luôn. Đấy, và ngoại hình của nó nhé thì tí nữa sẽ sâu thôi, nhưng mà nói qua là màn hình của nó, à quên, cái ngoại hình của nó là cũng đẹp nét các bác nhé. Và tất cả các chức năng của hai con này em đã test rất là kỹ rồi, thì em cũng không cần phải phải là test từng con lại để mà sâu lại cho các bác nữa. Thì các bác cứ yên tâm nhé, cái hai con này em test rất là kỹ rồi, đặc biệt là hai cái tai nghe nhé các bác nhé. Hai cái tai nghe này này thì tại vì giờ đa số các anh em mua con V30 này đa số về chỉ làm máy phụ thôi và để nghe nhạc là chính thôi, thì cái chất âm trên con V30 này thì nó vẫn rất là phù hợp với cái dòng nhạc bolero hoặc nhạc trữ tình, nhạc trẻ, à quên, nhạc nhẹ, thì nhiều anh em vẫn thích nghe cái thể loại đấy, thì cái con này rất là phù hợp các bác nhé. Đấy, và em cũng nói luôn là nếu mà anh em nào mà cần nâng cao cái chất lượng âm thanh lên nữa thì nên mua một cái tai nghe có trở kháng trên 50 ohm các bác nhé. Thì cái việc trên 50 ohm ấy nó sẽ kích được cái gọi là nôm na, nó là kích được toàn bộ cái khả năng chơi nhạc của trên con LG V30 này các bác nhé. Và những trên những con LG mà có cái chip DCR ấy thì nó sẽ kích full được các bác nhé. Đấy, kiểu như vậy. Thì đây em sẽ show cho các bác cái ngoại hình của từng con nhé. Con bên con số 1 này. Con số 1 thì này. Các bác chờ chút. Ủa? Em lấy cái khăn. Thì đây. Hai con này thì bảo đảm cho các bác là cầm là mê luôn. Tại vì nó gần như là không có xước gì cả luôn. Đây. Thì trước tiên ý, là con này thì cái mặt lưng của nó các bác yên tâm nhá. Nó rất là mới luôn, gần như không phải nó không phải gần như mà là gần như không có vết xước nào luôn ấy. Lưng rất là mới, rất là đẹp các bác nhá. Đây, quan trọng là cái cụm camera này. Đây. Lau kỹ đi. Đây các bác nhìn nào. Cụm camera rất là mới luôn, không hề có vết xước gì cả các bác nhá. Đấy, các bác yên tâm. Đó. Cái vân tay này thấy rất là đẹp luôn. Đó. Rồi. Còn đây là cái cạnh dưới đây. Đây. Thì cạnh dưới đây các bác. Cái lỗ loa ngoài này không có vết xước gì cả này. Cái chân sạc cũng thế, chân sạc gần như không có vết xước nào cả. Nó gọi là hơi nó hơi sệt sệt tí, kiểu như là có cắm qua vài lần ấy, kiểu thế. Đấy, nhưng mà cũng rất là đẹp rồi. Đấy, và không hề có vết xước nào cả. Đấy, các góc này nó hơi bóng bóng, các bác hơi khó nhìn nhưng mà không có hết xước nào cả các bác nhé. Còn đây là cái cạnh trái này. Cạnh trái cũng thế, các bác nhìn này, không hề có vết xước nào cả luôn. Đó, không hề có vết xước nào cả các bác nhé. Đấy, các góc này cũng thế, không hề có vết xước nào cả. Cái anh điện này thì nó làm cái khung viền màu bóng này, cái bóng này nó bóng lên các bác khó nhìn nhưng mà các bác yên tâm nhé. Đấy, em cũng sâu từ từ em soi luôn cho các bác luôn, không hề có vết xước nào cả các bác nhé. Cạnh trên cũng thế, không hề có vết xước nào cả, rất là nét luôn. Đấy. Cái lỗ 3.5 này cũng thế, rất là đẹp luôn, không hề có vết xước nào cả. Đấy. Rất là đẹp các bác nhé. Đấy, còn đây là cạnh phải đây. Đây, cạnh phải cũng thế, rất là đẹp luôn, không hề có vết xước nào cả. Nó hơi khó nhìn chút, các bác thông cảm. Đấy, cái khai sim thế, không hề có vết xước nào cả các bác nhé. À, và cái khai sim này nó vẫn còn trùng cái số series với cái máy nhá các bác nhá. Đây, số series của nó đây này. Đây. Cái này khó nhìn quá các bác. Ánh mũi điện này thì nói chung là nói nôm na là ở trên khai sim ấy nó có cái số series, có cái số series nhá. Nó sẽ trùng với cái số series ở trong máy luôn các bác nhé. Các bác yên tâm. Đấy, máy chuẩn mà. Máy rất là yên tâm. À, nói luôn là máy nó lâu quá rồi, nó lâu năm rồi cho nên là nó không còn áp đâu. Đấy, cho nên các bác bảo là hỏi là còn áp không thì
thì đúng là cái máy này không còn áp thế thôi. Đấy, còn con nào mà cần áp thì đúng là chịu rồi. Đấy. Còn đây là cái mặt trước đây các bác. Mặt trước đây các bác nhìn cái cam trước này, đấy, không hề có vết xước nào cả, rất đẹp luôn. Cái lỗ loa thoại này cũng thế, rất đẹp luôn nhé. Nó hơi có thể nó kể có dính bụi thôi. Đấy, rất đẹp các bác nhé. Còn màn hình đây để em soi xem nó có vết xước nào. Như em nhìn qua đây thì không thấy vết xước nào luôn các bạn. Đây. À đây, có một cái vết mà thậm chí mắt thường em ở ngoài này em không nhìn thấy luôn. Nhưng mà soi vào cái kia, soi vào cái ánh điện này đấy, nó có một cái vết lông mèo bé xíu ở đây. Đâu rồi? Đâu rồi? Ô vừa nhìn thấy mà. Hay lau đi hết rồi. Mất luôn rồi các bạn. Hình như là đây đây đấy 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 đấy. Rất là bé luôn các bạn. Đấy, mà em mắt thường ở ngoài này em nhìn thấy không nhìn thấy đâu các bạn. Đấy, cho nên các bác yên tâm, không hề có cái vết đấy, gọi là không hề ảnh hưởng gì luôn đấy. Đó, màn hình nét đẹp nét luôn. Đó, ok các bác nhé. Các bác yên tâm, con này thì đúng là em nhìn thấy đúng một cái vết xước nhỏ tí ở đây. Đấy mà nhiều khi soi không thấy luôn này các bác này. Đấy, cho nên các bác yên tâm nhé. Con này coi như bỏ qua cũng được luôn đấy. Rồi, nhưng mà có vết nhỏ đấy thì em vẫn soi thôi. Rồi, ok. Con số 1 này đẹp nét rồi, không phải lo các bác nhé. Đây, con số 2 này. Con số 2 xem là có vết xước nào không. Ok các bác. Thì đây, cái mặt lưng của con số 2 này, các bác cũng yên tâm nhé. Mặt lưng của con số 2 này cũng đẹp nét luôn. Không có vết xước nào ở cái lưng này luôn các bác nhé. Cụm vân tay này, vân tay không hề có vết xước này. Đấy, cái cụm camera này. Cụm cũng ra như có xước. Không phải. Cũng ra đây. Có một cái vết xước lông mèo bé tí ở mà không nhìn thấy luôn. Rất là khó nhìn luôn các bác. Đây. Nó ở chỗ này này, nếu mà mắt thường em nhìn thấy nó ở chỗ này này. Đây nó thẳng ở móng tay em này. Đây chỗ này này. Chỗ cái móng tay này này. Đấy. Mà nó bé lắm, thật sự nó rất là bé luôn. Mà nếu như em không nói thì nhìn qua camera chắc chắn các bác cũng không biết được luôn. Đây, không hề biết được luôn này. Đấy, không thấy luôn này. Đó. Đó, nói chung là cái vết này thì em mắt thường em có nhìn thấy nhé các bác nhé. Có nhưng mà nó rất là bé luôn, nó bé tí rồi tẹo mà. Đây các bác thì em sợ đấy đấy, 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 nó rất bé này, đấy. Đây, các bác yên tâm nhé, nó không ảnh hưởng gì đến camera. Đấy. Ok. Rồi, sao các khung viền xem nào. Đây là cạnh dưới này, cạnh dưới cũng thế. Rất đẹp luôn, lỗ loa ngoài không hề có vết xước nào. Cổng cổng cắm sạc cũng thế, gần như không có vết xước, gọi là phe phẩy, gọi là rất là bé, kiểu như là cắm một hai lần gì đấy, rất là bé luôn, còn rất là sạch luôn. Đó. Các chữ các thứ chỗ này cũng thế, rất là đẹp luôn. Góc cạnh không hề bị xước sát gì các bác nhé. Góc cạnh này không hề có xước sát gì đâu. Ok. Còn đây là cái cạnh trái cũng thế các bạn, em nhìn đây có một vết chấm này, chấm nhưng mà đại 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 chấm bé lắm, bé tí là tẹo luôn ấy. Gọi là đầu kim mà đúng chính xác luôn các bạn nhé, đầu kim đấy. Đấy. Ok các bác, trên này thì không hề có gì, không hề có vết xước gì, không hề có vết xước gì các bạn nhé. Trên này bảo đảm có không hề có vết xước gì. Cụm mà vân tay áp dụng mà phim bấm này này. Rồi. Cái cạnh cái góc này cũng thế, không hề có cái vết xước gì cả các bác nhá. Rồi cạnh trên này. Ok các bác, cạnh trên thế rất đẹp nhá, không hề có vết xước gì cả các bác nhá. Cái lỗ 3.5 cũng thế, không hề có vết xước gì cả các bác nhá. Rất đẹp luôn. Cạnh phải đây. Em cũng soi luôn cho các bác. Cạnh phải thế nhé, bảo đảm các bác là không hề có vết xước gì cả các bác nhé. Cạnh phải này, này. Đó, đẹp nét luôn. Cái khay sim thế, khay sim đẹp nét luôn các bác nhé. Cái chỗ lỗ chọc khay sim này thì nó hơi hơi xước một tí cho cái lỗ chọc nhé các bác nhé. À, đấy, cái lỗ chọc ấy, cái lỗ chọc cái khay sim mà, cái lỗ que que chọc sim ấy. Hơi hơi xước một chút. Đấy, và cái khay sim này cũng còn còn nguyên cái số seri trùng với cái số seri trong máy các bác nhé, các bác yên tâm. Đấy rồi, ok,
Còn đây là cái mặt trước này. Rồi. Đây, mặt trước con này đây. Cái cụm cam trước này. Đẹp nét luôn rồi nha, không hề có vết bụi bẩn đâu cả. Cụm loa thoại này, từ đẹp nét hết rồi nhé. Và đây em sẽ show cho các bác cái mặt trước của nó đây, các bác yên tâm nhé. Con này thì cái màn hình của nó là không có vết xước nào cả luôn. Đây em vừa soi vào ánh đèn vừa nhìn ở ngoài đây, không hề có vết xước nào cả, quá tuyệt vời luôn các bạn. Thực sự là một con máy bây giờ để mà các bác sưu tầm cũng đẹp đến cỡ này là cùng thôi. Đương nhiên là nếu mà cái hàng mà gọi là hàng hàng full box mà còn còn siêu ấy, siêu chuẩn như các nha, thì có thể là nó còn sẽ ngon hơn con này vì nó không hề có một vết xước nào cả. Nhưng con này để các bác sưu tập thì vẫn là ok các bác nhé. Nó đẹp nét mà, nó đẹp nó vậy, nó gọi là mãi vãi trưởng luôn đấy. Chả hiểu về phải miêu tả nó như nào, nhưng mà để một con máy cũ, con V30 nó ra đời cách đây 6 hay 7 năm rồi, đúng rồi, nó phải 6 hay 7 năm rồi mà nó còn được đẹp đến như này, em nghĩ nó chỉ là hàng tồn thôi, hàng tồn kiểu là ế không bán được thì giờ nó về được đến Việt Nam thôi. Thì các bác yên tâm, hai con này để thứ nhất là các bác làm máy phụ hoặc là siêu tầm đều rất là ngon nhé, vì nó rất là mới và không hề có cái lỗi vặt, lỗi nhỏ nào. Các chức năng là bảo đảm bao bao test cho các bác hết rồi nhé, em test rất là kỹ càng rồi, cho các bác yên tâm. Con này chỉ có mỗi cái là mất áp suất thôi, là không có suất thì tại vì con máy mã nó quá là cũ rồi thì các bác phải hiểu đơn giản là cái áp suất thì nó sẽ không còn đâu đấy, nhiều khi là như vậy. Thì các bác nếu mà đòi hỏi áp suất thì chịu, thật sự là chịu. Còn các chức năng hay là ngoại hình như này thì em thấy là nó là tuyệt vời rồi, nó không còn điểm nào để mà chê trách cả đấy các bác ạ. Đấy, có thấy không, quá nét luôn đó. Rồi ok các bác, thì bác nào mà cần con V30 này thì liên lạc em ở số điện thoại ở góc màn hình này các bác nhé. Rồi ok, chào các bác.